Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai, 16 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng nhiều ở Bắc Bộ, với cường độ gia tăng hơn những ngày trước đó. Khu vực phía Tây Bắc Bộ vẫn là vùng nắng nóng nhất với mức nhiệt trưa chiều phổ biến trong ngưỡng từ 35-37 độ. Còn ở phía Đông Bắc Bộ, nắng nóng chủ yếu tập trung ở khu vực đồng bằng, trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ cao nhất dao động trong ngưỡng từ 35-36 độ, kèm theo đó là độ ẩm trong không khí giảm thấp, chỉ dao động từ 45-60%, trời nắng gắt và nóng bức. Sau đó từ chiều và tối ngày mai, sang tới ngày thứ hai đầu tuần, thì dãy mây dông ở phía Bắc sẽ được đẩy xuống nước ta, kết hợp thêm với vùng hội tụ gió trên cao, nên Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to và dông. Đáng lưu ý là thời tiết đang chuyển từ nắng nhiều sang mưa dông, nên nguy cơ cao sẽ kèm theo mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Ở Trung Bộ, tương tự như thời tiết miền Bắc thì hôm nay hầu khắp khu vực đều có nắng với cường độ gay gắt. Từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào đến Bình Định, Phú Yên xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ở mức từ 35-37 độ. Một vài nơi thuộc vùng núi phía Tây có thể vượt ngưỡng 37 độ ở mức từ 37-39 độ. Dự báo nắng nóng tại đây sẽ rút chậm hơn một ngày so với Bắc Bộ. Trong ngày mai, nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì với vùng nóng trải dài từ Thanh Hóa tới Phú Yên, với mức nhiệt dao động trong ngưỡng từ 35-37 độ. Riêng tại khu vực vùng núi phía Tây, nhiều nơi đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt với mức nhiệt lên tới 38 độ. Sau đó cũng từ ngày 17 tháng 5, khi rãnh mây dông ở phía Bắc được đẩy xuống thì trời cũng chuyển mưa dông trên diện rộng. Nắng nóng ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung sẽ chấm dứt. Trong khi đó thì các tỉnh thành phía Nam, nắng nóng cũng giảm dần. Mưa dông cũng xuất hiện ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới. Nguyên nhân là do khu vực đang chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo, có trục ở khoảng từ 5-7 độ Vĩ Bắc. Vì thế mà về chiều tối, mưa dông sẽ xuất hiện ở nhiều nơi, tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày giảm hơn. Ở Tây Nguyên nhiệt độ dao động quanh ngưỡng từ 30-33 độ, còn tại Nam Bộ là từ 31-34 độ. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Riêng khu Đông Bắc là từ 30-33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, vùng núi có nơi có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, riêng vùng núi có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam là từ 32-35 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ
có mây ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.